Chiều qua, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đơn vị quận Cẩm Lệ gồm các ông bà Nguyễn Văn Hùng, Đoàn Xuân Hiếu và Lê Thị Như Hồng đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa An trước kỳ họp cuối năm 2023 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu thông báo tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay và báo cáo kết quả xử lý kiến nghị cử tri tại lần tiếp xúc trước đó. Cử tri phường Hòa Thọ Tây bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và chăm lo đời sống người dân. Đã có hơn 30 ý kiến kiến nghị được cử tri phường Hòa Thọ Tây gửi gắm kiến nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố với mong muốn gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình để sớm ổn định đời sống người dân và những nội dung khác về các vấn đề dân sinh.